Hôm nay tôi xin chia sẻ một điều rất là bổ ích mà bao nhiêu ngày tháng nay có rất nhiều người mong muốn nhưng mà chưa có ai làm. Đó chính là các nốt ở trên đàn nhị dây sòn rế. Vâng, thì ở trên dây đồ son thì tôi đã chia sẻ rất nhiều các cái clip rồi, từ A đến Z rồi. Hôm nay là dây sòn rế. Thì dây sòn rế đầu tiên chúng ta dây buông của nó, dây trong có hai dây, đó là dây trong và dây ngoài. Thì dây trong của nó sẽ là nốt sòn, dây ngoài của nó sẽ là nốt rế. Rồi, nốt thứ nhất ngón một của nó sẽ là nốt la, sòn la, sòn la. Ngón thứ hai sẽ là nốt si, la si. Ngón thứ ba sẽ là nốt đô, đô. Ngón thứ bốn sẽ là nốt rế. Nốt rế này cái nốt rế của dây trong này nó bằng nốt rế của bên ngoài này. Đấy, hai nốt rế này bằng nhau. Rồi, bên dây ngoài chúng ta sẽ có nốt nốt rế rế dây buông. Ngón 1 sẽ là nốt mi. Ngón 2 là nốt pha thăng. Trong cái trường hợp mà dây sòn rế này thì pha pha bấm theo cái thế tay 7 nốt này thì pha mặc định nó là pha thăng luôn. Đấy. Pha thăng này, son. Tiếp theo là nó son, son là bấm ngón 3 của dây ngoài. La sẽ là ngón 4 của dây ngoài. Đó, thì là ở trên thế tay 1 thì là gồm có những nốt đấy. Bài học hôm nay xin tạm dừng ở đây. Bài sau tôi sẽ chia sẻ các nốt ở thế tay 2. Vâng, xin chào các bạn.